Ok, để mình sẽ chia qua một tí nhé. Anh đi chắc cũng không quá đắt đâu. Chắc là làm được. Hy vọng là hôm nay thì chữa một ít câu thôi. Còn đâu nếu mình cũng ngon ngon. Nên mình cứ làm vào trong 40 câu rồi mà mình phải giải quyết bọn ngại các bạn này đã. Được không? Thế sau đó thì nó sẽ sang cái phần sau. Hãy sẽ cho đúng rồi, chính xác, đúng luôn nha. Nào, cô 1 ý nào, mọi người tính ra được luôn chưa? Cô 1 B à, ok. Cô 1 thì không có gì đúng không? Cô 1 thì mọi người bắt đầu ra cơ số ít của đúng không? Hoặc là mọi người lính đề bài chính là bản chưa đúng không? Rồi câu 2 thì mình kiếm trên bộ tập 1 đến 3 đúng không? Rồi câu số 3 nhé. Đạo hàm của con này ấy, thì mọi người có thể viết ra, nếu mà mọi người quên thì y phải con này bằng này 5/3 nhân với x mũ 5/3 trừ 1. Được chưa? 5/3 nhân x mũ 5/3 trừ 1 đáp án nó là ý C. Được chưa? Mọi người có thể sử dụng shift đen trên dx để mọi người trừ đi cũng được nhé. Nếu là đạo hàm tại đâu thì mọi người can tại đấy đúng không? Rồi, câu số 4 chúng ta bỏ cách nhé. Câu số 4 chúng ta bỏ cách. Mấy câu hình chúng ta nên bỏ cách ra. Ý đi quay lại chúng ta làm nhé. Rồi, câu số 5. Câu số 5 ý nào mọi người? Ý cuối đúng không? Ok, mọi người đối phương hết rồi đúng không? Được chưa? Câu này thì mọi người cố định A, ép máy tính giải B đúng không? Và ép máy tính giải C ra là xong. Đúng chưa? Đó, thì câu này mọi người nhập log A của B bằng 3 đúng không? Được chưa? Cho A bằng 1.25 và ép máy tính giải B ra, sau đó ép máy tính giải C đúng không? Có B có C ra thay đúng không? Cuối là xong. Các bạn hãy tính nào đây? Cuối ạ? Ừ. Câu số 6 này tập miệng của con này mọi người chỉ cần bấm về trái, sau đó một cái can thôi nhá. Đó, shift flow từ lâu đấy, nên mọi người bấm mỗi về trái thôi. Sau đó một cái can, con này ý nào? Ý C. Ok, mọi người bấm về trái, mọi người can âm 5 và can 2 vào, nó ra bằng 0 là chốt, được chưa? Rồi, câu số 7 chúng ta sẽ bỏ cách nhá. Câu 7 chúng ta bỏ cách, câu 4, câu 7, hai câu này, câu hình ra bỏ cách ra. Câu số 8 này, mặt cầu có diện tích bằng 8 pi thì bán kính bằng bao nhiêu? Bằng căn 2 đúng không? Rồi câu này mọi người có tính được không? Đúng rồi, diện tích mặt cầu bằng 4 pi là bình đúng không? Sau đó chúng ta nhập phương trình vào để cho mình tính giải thôi. Đấy, mọi người nhập như này. Đây, câu 8 đúng không? Câu 8 khi mọi người có S của mặt cầu nhé, thì nó chính là bằng 4 pi r bình phương. Và con này người ta cho mình bằng bao nhiêu? Bằng 8 pi. Chuẩn chưa? Từ đó chúng ta rút ra ngay. Chúng ta rút ra. Nào, lò bình nhé. Lò bình bằng gì? Bằng 8 pi chia 4 pi đúng không? 8 pi này chia cho 4 pi thì kết quả bằng mấy? Bằng 2. Từ đó rút ra ngay. Lò nó bằng căn 2 cơ nhé. Ok. Rồi, không lấy giá trị âm nhé mọi người nhé. Rồi, không thể âm được. Bỏ âm đi. Rồi, như vậy là cái câu này mình chọn đáp án D nhé. Câu 8 là D. Nào, câu số 9 nhé. Số nghiệm thực của phương trình fx bằng 0. Đấy nghiệm. Hai nghiệm thôi, đúng rồi, chúng ta kẻ được cắt qua số 0 đấy, thì số 0 phải cao hơn 3, như vậy là chỉ cắt tại hai chỗ thôi nhá. Đáp án câu này là hai nghiệm. Được chưa? Đây, đồng chí như thế này. Đồng chí như vậy, cái đường số 0 ấy, thì số 0 phải cao hơn số 3 đúng không? Cao hơn 3 thì nó sẽ cắt một chỗ bên đây, một chỗ bên này. Vâng, thì nó chỉ cắt tại hai chỗ thôi, đúng không? Đúng nhà chuẩn không anh nha. Câu 9 đúng không? Đây, nó đi từ cái hàm của mình, nó đi từ dương vô cột này, đúng không? Rồi nó tụt về bao nhiêu đây? Tụt về âm 4 này, đúng không? Sau đó nó lên bao nhiêu? Lên âm 3, lại tụt về âm 4 này, tiếp tục lên dương vô cùng đúng không? Như vậy nếu mà kem cắt vào số 0 ấy, số 0 là phải cao hơn âm 3 này, thì nó chỉ có thể cắt tại một chỗ ở bên đây, một chỗ bên đây đúng không? Như vậy là kết quả cả hai nghiệm nhá. Kem chọn về ý B, câu chỉ ý B. Câu số 10 này, thể tích của các trụ thì em có là V bằng B nhân H thôi, đúng không? Đúng chưa? 3 nhân 4 bằng 12, đáp án là ý A. Đúng chưa? Câu 10 ý A. Câu 11 nhé, giá trị lớn nhất trên vùng từ 0 đến dương vô cùng, được chưa? Từ 0 đến dương vô cùng giá trị lớn nhất bằng mấy? Bằng 2 nhé, giá trị lớn nhất là bằng 2, mọi người có nhìn được không? Ok không? Nhá. Trên bảng biến thiên ấy, từ 0 đến dương vô cùng max bằng 2. Câu 12, câu 12 nhé, hàm số này đồng biến trên vùng nào nhé, anh bảo này. Cái câu 12 nó là cái câu hàm tổng 3, được không? Chúng ta xác định qua cái dạng đồ thị của nó một chút nhé, chúng ta làm rất nhanh. Ở cái câu 12 ấy, câu 12 các em có nhìn thấy cái hệ số cao nhất là âm không? Được chưa? Thì cái đuôi của nó thấp, các em vẽ luôn này, các em vẽ này ra, lên xuống này,
được chưa? Thì đuôi của nó mới thấp được, đúng không? Rồi các em lấy máy tính bấm hai cột chỉ của nó ra nhá, thì con này sẽ có một cột chỉ là không, một cột chỉ bằng hai, đúng không? Đúng không? Chuẩn là một cột chỉ bằng không này, một cột chỉ bằng hai, như vậy các em nhìn thấy chưa? Như vậy nó sẽ đồng biến trên vùng từ không đến hai, đúng không? Và nghịch biến trên hai cái vùng còn lại nhá, được chưa? Rồi chốt. Như vậy con này đồng biến trên vùng không hai là bạn ý cuối nhá, đồng biến trên không hai, được chưa? Câu 13 này, logtic thì bằng tổng thôi đúng không? Con này mình chọn ý nhau. IB à? Ok rồi, logtic bằng tổng. Logtic bằng tổng đúng rồi, câu 13 mình chọn ra IB nha. Ý số 2. Rồi, câu 14 này. Câu 14 là hàng bậc mấy rồi? Câu 14 là hàng bậc 3, đuôi thấp chưa? Đuôi thấp rồi, mình tranh thủ gạch cho anh ý nào. Gạch cho anh ý C và ý D đúng chưa? Gạch C và D nhá. Rồi, tại vị trí điểm cắt mọi người có thấy đồ thị đi ngang không? Đồ thị đi ngang là C bằng 0 rồi nó chọn ý A nhá. Được chưa? Rồi, câu 14 ý A. Rồi, câu 15 thì chúng ta làm thế nào nhỉ? Sở tô đúng không? Đúng chưa? Chúng ta sẽ bấm log 3 của 4 sở tô A này. Đúng chưa? Log 3 của 5 sở tô B đúng không? Sau đó mình lấy đề bài, mình chỉ ra đáp án thì mình được thu được đáp án nào đây? B đúng không? B. Vì đều có thằng B không? Thằng A B không? Ok ok. Nào chúng ta sang câu 16. Cho một cái phương trình của lợi như thế này đúng không? Rồi, nếu là T bằng 5 mũ x đúng không? Thì ta sẽ được cái phương trình nào? Thì ta sẽ được cái phương trình này. Rồi, câu này là 4 câu dễ nhá. Câu này thì ta chọn đáp án là ý C đúng rồi nhá. Thế còn nếu là những cái câu mà nó khó hơn, đúng chưa? Những cái câu mà khó hơn thì đi dẫn cho mình đột máy nhá. Câu này phải biết đầu tay không? Câu 16 này, câu này biết đầu tay thì 2 dòng thôi. Câu 16 này, mọi người quan sát cho anh này. Người ta cho mình phương trình là 25 mũ x cộng 2 trừ cho 15 này nhân 15 mũ x trừ 1. Rồi, cộng 1 bằng 0 nhá. Và người ta chủ động là người ta bảo mình là đặt T bằng 5 mũ x đúng không ạ? Đặt T bằng 5 mũ x nhá. Rồi, tí hướng dẫn mọi người bấm máy sau nhá. Còn bây giờ thì ta giải tay qua đã. Rồi, đầu tiên chúng ta xử lý mũ này. Xử lý mũ nhá, thì cái con phương trình này đúng không? Thì chúng ta sẽ tương đương. Tương đương này, cái này có phải là 25 mũ 2 không? Đúng chưa? Nhân với 25 mũ x, mọi người có kịp không? Được chưa? Con đầu tiên kịp không nhỉ? Rồi, sang con số 2 là gì nào? Trừ 15 đúng không? Nhân 5 mũ x này, nhân với 5 mũ âm 1 đúng không? Cuối cùng là cộng với cộng 1 bằng 0, đúng rồi. Tương đương tiếp nhé. Nào, 25 bình phương ấy là bằng 625. Rồi, 25 mũ x là chính là bằng 5 mũ x tất cả gì? Tất cả bình đúng không? Rồi, mọi người lấy bình tĩnh, mọi người bấm đoạn này cẩn thận nhé. Âm 15, được chưa? Nhân với 5 mũ âm 1 nhé, thì kết quả nó bằng âm 3, được chưa? Âm 3, rồi, nhân với 5 mũ x. Rồi, cuối cùng cộng 1 cũng bằng 0. Rồi, tương đương tiếp này, cái này là bằng gì? 625 T bình đúng không? Chứ 3 lần T cộng với cộng 1 bằng 0. Được chưa? Đó, ok, chúng ta sẽ thu được cái phương trình này nhé. Được rồi, đến bây giờ nếu mà gặp những cái con khó hơn nhiều, ví dụ những cái con mà nó cho lẫn lộn cả từ cả mẫu các thứ nhé, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải lấy máy tính ra. Vừa lấy máy tính ra nhé. Đây, hướng dẫn mọi người tự điểm bằng một chút. Đấy, cái này là bằng máy thôi. Tuần đầu tiên mọi người nhập cho anh cái phương trình này vào. Mọi người nhập cho anh cái phương trình này vào nhé. Nhập vào 25 này, mũ x cộng 2, 25 mũ x cộng 2 này, trừ cho 15 nhân với 5 mũ x trừ 1, cái này là nhấn bấm thôi, cộng với 1 nhé. Mọi người skip zone để cho anh x bằng 1,25 nhé. Mọi người xem là nó có cái nghiệm hay không nhé, chấm chút xem có nghiệm không. Đừ đúng không? Đừ, thế chứng tỏ con này to quá, con này to. Con này to tại vì là 25 mũ mấy kia nó lên tận mấy trăm ngay. Hoặc là cái phương trình này vô, cái này có thể vô nghiệm. Cái này con này vô nghiệm hay sao? Đúng rồi, quyết định chứng muốn ăn xe nhỏ. Thế con này vô nghiệm rồi, con này vô nghiệm nhưng không có bấm được đâu. Thôi, thế phải biến đôi tay thôi. Được chưa? Biến đôi tay thôi. Con này vô nghiệm rồi, cái con này quá bé rồi ấy. Cái con đầu này, đúng không? Như vậy nó sẽ vô nghiệm, thế biến đôi tay thôi. Rồi, có đáp không? Ý C đúng không? Rồi, ok nhá. Nào, câu 17. Đạo hàm của anh em UX tính cộng 1. Anh em tính được chưa? Ý nào anh em? Ý A gì? Nào bảo hàm tính được chưa bảo đồ? Tính được rồi thì ok nhá. Thì con này mình đạo hàm cho bao nhiêu? Đạo hàm của một cái hàm cũ nhé. Thì đầu tiên là mình làm sao nhỉ? Mình viết lại cái hàm đấy, đúng không? Nhân với len của cơ số và nhân cái mũ đạo hàm đó. Thế nên cho mình nhắc lại một chút thôi. Đây, thì câu 17 này. Câu 17 nhá, thì mình có đây. Y nó bằng là E mũ X bình, đúng không? X bình cộng 1. Rồi, như vậy mình có y phải bằng này, thì đầu tiên phải viết lại cái hàm này nhé.
em bị bình cọc cồn này, rồi nhân với len của e đúng không, và nhân với cái mũ này phải, cái mũ này phải được bao nhiêu, được 2x đúng không. Và mình nhớ là len e bằng mấy rồi, len e bằng 1 thì ta sẽ bỏ cái len e đi luôn, như vậy thì nó chỉ còn là 2x nhân với cái e này thôi. Như vậy đáp án là gì a đấy mọi người nhá, 17 thì a. Rồi câu 18 giá trị cực tiểu con này bằng mấy? Bằng trừ 4 đúng không? Rồi đối với hàng bậc 4 trùng phương chúng ta không bấm máy được đúng không? Không bấm máy được thì lúc đấy là chúng ta sẽ đạo hàm nhé mọi người nhé, đạo hàm cho nên chúng ta lấy nghiệm đúng không? Được chưa? Bấm máy thì nó không, thực ra thì con này là cực trị nó rơi vào nghiệm nguyên nhé. Con này nó ra 4 sao ấy, 1 trừ 1 đúng không? Thì nó ra nghiệm nguyên thì dùng table bồ chạy cũng ok nhé. Nhưng mà nó tương đối rủi ro nhé. Tốt nhất là chúng ta sẽ làm như này. Mình cứ thống nhất về cái cách làm đi, bởi vì là đi thi ấy, chắc chắn là nó sẽ cho vào thì mình sẽ không phân tâm nha, mình sẽ không phân tâm trong cái đoạn là mình nên bấm máy hay là mình nên tận tay mọi người nha. Được chưa? Ở cái câu 18 ấy người ta cho mình là y bằng này, y nó bằng là x mũ 4 này trừ cho 2 x bình phương rồi trừ cho 3, mọi người nhìn cho anh nhá, anh sẽ nhắc lại tính chất luôn nhá. Con này mọi người thấy là cái số đo nhất dương đúng không? Thì là đuôi của nó trên cao, AB có trái dấu không? Trái dấu vậy con này là chữ V kép 3 cực trị đúng không? Được chưa? Như vậy nó sẽ đi như này. Người công nhận không? Được chưa? Nhá, đuôi cao này, AB trái dấu thì có 3 cực trị có đúng không? Chuẩn chưa? Đó, rồi thế bây giờ mình qua đạo hàm một chút đúng không? Y phải nhá, bao nhiêu này? Đang xuống 4 lần x mũ 3 đúng không? Chứ 4 lần x đúng không? Đó thì mọi người giải con này ra đúng không? Y phải bằng không? Chính xác, như vậy mình ra bộ nghiệm là x bằng trừ 1 này, x bằng 0 này và x bằng mấy? X bằng 1 đúng không? Đó thì mình hiểu ngay số 0 nó rơi vào đâu? Rơi vào giữa đúng không? Trừ 1 rơi vào bên trái, 1 rơi vào bên phải đúng không? Đó thì bây giờ khi mình đã biết x bằng mấy rồi? X bằng 1 rồi thì mình thay trực tiếp vào đây thì mình tìm được y đúng không? X bằng 1 thì y bằng mấy? X bằng 1 theo đây. Nào, 1 trừ 2 trừ 3 kết quả bằng mấy? Âm 4 đúng không? Nha. Như vậy thì cái y của mình nó bằng âm 4 nha mọi người nhá. Được chưa? Đáp án là âm 4. Được chưa? Đáp án là âm 4 có đáp không? Ý B nhá, người làm ý B. Rồi 19 nhá, lúc này là tâm của sáu mặt của hình lập phương nhá, thì nó là hình gì? Những hình là bát diện đều, mình còn nhớ hình này không? Được chưa? Ok nhá. Ok, nó là bát diện đều. Bát diện đều là cái gì? Bát diện đều, nó là cái hình hai kim tự tháp cùng nhá, đúng không? Rồi, tuy nhiên là cái này thì anh sẽ phải phát tác một chút nhá. Nói chung là vẽ nhanh, cho mình xem nhá. Đây, cái hình bát diện đều tiêu chuẩn thì nếu mà ở bên ngoài thì trông sẽ như này. Đây, vẽ nhanh nhá. Đó. Chúng ta nên lấy hai cái đường chéo trước các cạnh nhau đây, đúng không? Đó, chúng ta sẽ kéo xuống như này. Để còn nhớ qua cái hình này không? Được chưa? Là cái hình này, đúng không? Đó, rồi thế bây giờ trong khối lập phương thì trông nó sẽ như thế nào? Trong khối lập phương cái này thì bắt đầu tưởng tượng, đúng không? Bắt đầu tưởng tượng cho nhanh nhá. Thì cái khối lập phương tiêu chuẩn của mình là trông như này. Nó mang cái gì mày cứ chê đi, nghiêng cổ nào chào chào cổ đấy đấy. Anh chê mày cứ thất việc thôi. Chê cái gì mà chê. Mấy cái thằng bây giờ trông thế thôi và chủ tịch cả đấy nha. Rồi ok. Nào bây giờ nhá, thì đối với cái khối này nhá, thì mình sẽ có một cái đỉnh ở đâu? Ở bên trên, một cái đỉnh ở bên dưới đúng không? Đúng chưa? Thì cái thằng trên và thằng dưới nó chính là cái tâm của mặt trên và tâm của mặt dưới. Mọi người hình dung không? Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có gì? Bốn cái thằng ở đâu? Bốn cái thằng xung quanh đúng không? Thì bốn cái thằng xung quanh chính là bốn cái tâm của các mặt bên đúng không? Đó thì chúng ta sẽ có cái tâm này, mặt đằng trước, mặt đằng sau này, nút nó sẽ mặt đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Đúng chưa? Đó. Thế sau chúng ta sẽ đổi cái này xuống nhá. Đổi cái này xuống này. Đúng chưa? Nghe từ từ đó, nó sẽ lơ bên trong. Được chưa? Đó, ok. Có hai cái hình tương đối quan trọng, đấy là cái tâm của lập phương nhé, và tâm của bát diện đều, thì đều là cái bát diện đều cả nhé. Hai con giờ này cũng có cái số lượng mặt phẳng đối xứng là cao nhất luôn, 9. Rồi câu 2B nhé, hàm số nào mình biến trên R, được chưa? Hàm câu này là biến trên R luôn. C. Câu 20 gì? Ý C đúng không? Bỏ anh bỏ này. Cái câu ấy mà người ta yêu cầu em hỏi người ta hỏi các em này, hàm nào nhìn biến trên R nhá. Có những cái hàm em nhìn phát ra luôn. Anh ví dụ này, hàm bậc 3. Hàm bậc 3 có cực trị hệ số cao nhất dương. Đúng chưa? Thì con đấy là đồng biến trên R đúng
đúng không? À con này là nghịch cái gì? Nghịch biến thì hàm bậc 3 không cực trị hệ số con nhất âm, đúng không? Rồi hàm gì nữa là hàm mũ. Hàm mũ mà có cơ số kẹp giữa không phải 1, đúng không? Đấy, những cái con đấy các em có thể nhìn xác chắn luôn. Ừ, được chưa? Nhưng ấy, chúng ta có những cái hàm này. Anh ví dụ như hàm C, các em nhìn kiểu ý C nhá. Ý C cái mũ của mình ấy nó là mũ trừ x, các em có thấy không? Đúng chưa? Nó là mũ trừ x nhá. Thì con này nó không phải là dạng tiêu chuẩn rồi, đúng không? Thì đối với cái con như cái câu 20C nhá, các em nên dùng menu 8, được chưa? Ừ. Các em vào menu 8 này, các em nhập cái hàm đấy vào, bắt đầu là từ âm 10 nhá, đến 10 bước thì là 0.5 đúng không anh nhá. Các em xem nó có giảm liên tục hay không. Nếu mà nó giảm liên tục thì nó là bình, được chưa? Dùng máy để kiểm tra nha anh em nhá. Đối với những cái hàm mà của mũ là phức tạp này, được chưa? Mũ phức tạp, ví dụ mũ là chủ biểu thức, được chưa? Thì chúng ta phải làm như thế nhá. Chứ chúng ta đừng nên là phải tay nhá, được chưa? Phải nhọc là loa nhá, được chưa? Rồi hai mũ chứa con này thì hiểu không? Rồi các bạn tạo hàm con này là bao nhiêu? Là 3 trừ 4 nhân 2 mũ chứa nhân 2 đúng không? Ờ thôi ăn lên đi, ăn. Chỉ 1 đến 2, có chú ý đến 2 đến 2 thì phải nói thế luôn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Câu 21 nhé. Nào, nhìn vào cái bảng biến thiện câu 21 nhé. Bảng biến thiện câu 21 nhé. Con này nó sẽ có hai tiệm cận ngang, đó là y bằng 2 và y bằng 5. Đúng chưa? Nhìn vào con đầu tiên và con cuối cùng, hai tiệm cận ngang mà mình viết sang cạnh cho anh nhé. Hai tiệm cận ngang y bằng 2 và y bằng 5, đúng không? Một tiệm cận đứng là x bằng 1, đúng không? Một tiệm cận đứng là x bằng 1, như vậy tổng số lượng là bằng 3, câu 21 là chọn hình C. Được rồi, sang câu 22 nào. Diện tích xung quanh ở 21 cm hơn 2 ngang 1 đứng nhé. Câu 22 nào. Diện tích xung quanh của hình nó bằng gì? S xung quanh bằng, đúng rồi, pi nhân R nhân L, vậy là bằng pi nhân 3 nhân 5. Đúng rồi, 15 các bạn đã ý P, đúng không? Được chưa? B. Rồi, câu 22 B. Câu 23, hình lăng trụ tam giác đều thì có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Ồ, đúng rồi nha, chính xác. Đây, mọi người quan sát lại cái lăng trụ tam giác đều ra một chút nhé. Đây là lăng trụ tam giác đều này. Ô, chúng ta quen là ẩn bộ. Được chưa? Rồi, nếu mà chúng ta bổ thẳng từ trên xuống đúng không? Thì chúng ta sẽ có 3 cách bổ đúng không ạ? Nhá, bổ thẳng từ trên xuống chúng ta sẽ có 3 cách. Đây, ví dụ thì đây là một cách nhé. Mọi người tưởng tượng được không? Ngoài cách này ra chúng ta có thêm 2 cách nữa, đúng không? Ok, rồi chính xác. Và chúng ta còn thêm một cách nữa là chúng ta bổ được bổ giữa đúng không? Chính xác, bổ ở chỗ giữa đây. Được. Như vậy là bổ từ trên xuống thì ta có 3, đúng không? Các vào giữa ta có 1, như vậy tổng là bằng 4 nhá. Rồi, mọi người chọn cho anh là ý A nhá. 23 là ý A, có mấy kỳ không? Kỳ không có đâu. Cố gắng nhá, cố gắng cái đoạn đầu mình cố gắng một chút rồi mình sẽ cố gắng lưu hành nhanh. Còn đã sao nhưng con danh thì nó mới đi chạy người khác đấy chứ. Đúng không? Đấy, chiến thuật cả đấy. Nhưng mà chắc người khác sai rồi. Sai không được. Mình phải đi lựa những cái đứa nào ngoài uy tín hơn mình chứ. Đúng không? Mình đi học để biết đứa nào uy tín hơn mình. Được chưa? Là ô vuông này. Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ bằng gì? Bằng
2 pi r đúng chưa? Thì không, vậy mình tương đương cho anh này 16 pi nhá, đúng không? Thì nó bằng là 2 pi này, r của mình bằng 0 rồi, bằng x đúng chưa? H của mình bằng 2 lần x đúng không? Các em nhập cái phương trình này vào bộ máy tính ship xô nhé, các em tìm được ngay x bằng 2 được chưa? Nhập cả cái con này vào bộ ship xô của Pháp nó ra x bằng 2 được chưa? Xong chưa? Vậy thì nếu mà x bằng 2 thì cạnh một hình vuông bằng mấy luôn? Bằng 4 đúng chưa? Được chưa? Nếu x bằng 2 thì cạnh hình vuông phải bằng 4 nhá. Đáp án chốt cho anh nó là bằng ký cuối. Được chưa? Thế là có 24. Rồi ok không? Được chưa? Nó hỏi đến cạnh của hình vuông mà. Đúng không? X bằng 2 thì cạnh hình vuông phải bằng 4 nhá. Mười đi không nhỉ? Ừ. Rồi chúng ta sẽ tô 25 à? Thể tích của khối cầu nào thôi, nào ghi luôn lại hai công thức nhá. Là đối với khối cầu nhá. Được chưa? Thì mình sẽ có luôn này, đó là diện tích đúng không? Thì nó bằng gì? 4 pi r bình. Được chưa? Thế bằng v của mình bằng gì? Đúng thức ngay anh em. 4/3 pi r của 3 chúng ta bằng này b, 25b. Được chưa? Mọi người ghi lại hai công thức để cho nó nhá. Diện tích bằng 4 pi r bình nhá, thể tích bằng 4/3 pi r của 3. Rồi, chúng ta sang câu 26. Sang câu 26 nhé. Nào, câu 26. Rồi, người ta cho mình cái phần như sau này. Đầu tiên là cho nhé. Cho nhé. Y bằng gì đây? Y bằng 2x trừ cho 4. Nào, chúng ta tập trung nào. Trên cho x trừ 1. Được chưa? Rồi, có đồ thị là con C. Rồi, yêu cầu này tiếp tuyến. Được chưa? Yêu cầu cái phương trình tiếp tuyến nhé. Tiếp tuyến của C này, được chưa? Tại điểm có hành đúng bằng 2 đúng không? Tiếp tuyến của C tại x0 bằng 2. Rồi, nhắc lại một chút nha. Thì đối với cái phương trình tiếp tuyến của mình này nhá, đối với cái phương trình tiếp tuyến này của mình nha, thì mình có này, không chắc học rồi, nhớ không? Y trừ y0 bằng gì? Bằng f phải tại x0 nhân x trừ y0 nhá. Yên tâm, đi thi sẽ có một câu tiếp tuyến nhá, chắc chắn sẽ có một câu tiếp tuyến hoặc là hệ số góc, được chưa? Nhưng mà anh đoán chắc là cho tiếp tuyến thôi, bởi vì là hệ số góc thì nó dễ quá, các một đạo hàng phát là ra luôn đi, được chưa? Đó, nào bây giờ mình ngó xem này, y này, y, à, biết nào không? Đúng không? Nào y không nhé, y không thì dễ làm, y không có cho y không chưa? Cho y không rồi em thay trực tiếp y không ở đây, thì em đi vào y không ngay, được rồi, trừ cho không nhé. Rồi, cái này là gì? Đạo hàng đúng không? Ok, em bấm shift d trên x nhá, được chưa? Tính đạo hàng của con này tại 2 nó bằng mấy? Còn 2 đúng không? Nhưng mình x trừ cho 2 xong rồi đấy. Cái này là mình có y bằng 2x trừ 4. Xong, đấy chính là cái phương trình tiếp tuyến nhá. Ok, ý A. Rồi, xong rồi đấy. Đấy là phương trình tiếp tuyến. Mọi người nên ghi chép lại một chút. Mấy đứa quên ấy, ghi lại một chút. Đi thi kiểu gì gặp thôi. Nha, đi thi kiểu gì gặp. Đi kịp không? Anh em đi kịp không? Anh em cứ đi chép qua qua một chút đi. Được chưa? Xong rồi chắc cô. Rồi, 26 chốt A nhé. 26 chốt A. Đấy là phương trình tiếp tuyến anh em. Chưa? Nhắc lại một chút nhé. Đây này, bài này cho x0 rồi đúng không? Muốn tìm y0 ấy, thì thay trực tiếp vào nhé. Chưa? Đấy. Thế còn muốn tìm đảo hàng thì bấm shift D trên x nhé. Shift D trên em bấm shift D trên x của này. Thay 2 vào đúng không? Đấy nó ra có 2 là xong. Được chưa? Tiếp tục ra là được. Đấy tất cả khi kiểu gì nó sẽ có một câu của tiếp tuyến này. Một câu là chết phương trình hoành độ giao điểm ấy, tức là khác nhau nhé. Sẽ có hai câu đấy là hai câu chắc chắn là phải có. Đó. Nào câu tiếp theo này. À, hình nào trong các cái loại sau đây có 8 đỉnh nào? 8 đỉnh thì em chốt cho anh là gì? Lập phương đúng không? Nhá. Lập phương thì có 4 đỉnh tầng trên, 4 đỉnh tầng dưới, như vậy có tổng là 8 đỉnh nhá. Em chọn câu 2 là A. Rồi đấy, giờ nói sao? Câu 28 này, em thấy không? Nó hỏi số giao điểm đúng chưa? Số giao điểm là mình phải xét cái gì đây? Xét phương trình hoành độ giao điểm đúng không? Ok nhá. Nào câu 28 nào, mình câu 28 nhá. Nào phương trình là gì đây? X cộng 3 cộng 1 đúng không? Bằng gì luôn? Bằng 1 trừ x đúng chưa? Các em thấy cả hai vế cùng có 1 không? Cùng có 1 thì mình khử 1 đi luôn đúng không? Sau đó mình đưa con trừ x này qua thì mình được là x cộng 3 cộng x cộng x đúng không? Bằng 0. Giải con này nhá. Em giải con này nó chỉ ra một nghiệm thôi nhá. Một nghiệm nhá. Đó là x bằng mấy? X bằng 0 thì một nghiệm cũng chính là một giao điểm cho anh nhá. Được chưa? Một nghiệm chính là bằng một giao điểm. Rồi, ok, chốt cho anh ý cuối. Đây là câu 28. Rồi, sang câu 29 nào. Ôi, câu 29 thì đứa nào bấm rồi cho anh xin đáp đi. Câu này bấm thôi. Ý cuối à? Ok, câu 29 là ý cuối. Rồi. Câu 30 nhá. Câu 30. Đấy, đến 6 rồi này. Chưa một tí nữa là đến
Nào, câu 30 nào, y bằng này. Y bằng x trừ cho 1 này, đúng không? Mũ bao nhiêu đây? Mũ âm 3/2 thì chúng ta quan sát này. Mũ này là mũ gì rồi? Mũ không nguyên, đúng chưa? Nha, đây là mũ không nguyên. Mũ không nguyên. Đúng không? Đó. Thế thì do mũ không nguyên thì chúng ta phải giải là x trừ 1 này này. Được chưa? X trừ 1 phải làm sao đây? Lớn hơn hẳn không? Quen không? Đây. Mũ không nguyên là phải x trừ 1 lớn hẳn không, đúng không? Như vậy tương đương x làm sao đây? X lớn hẳn hẳn 1 nha. X lớn hẳn 1. Như vậy các em chọn đăng ký cuối là D nha. Cô 30 là D. 30D. 30D. Được chưa? Đang lên sang 31 này. Đọc luôn các cụ ơi. 31 trời ơi là trời ơi. Tôi buồn quá đâu. Nào câu 31 nha. Nào người ta cho mình như sau này. Y bằng gì đây? Y bằng 2x thì cho 4 đúng không? Trên cho x thì cộng 2. Nào lấy luôn nào. Con này sẽ có 2 tiệm cận đúng không? Nào tiệm cận 2 trước. Là y bằng 2 trên 1 đúng không? Ok, thì kết quả bằng 2. Rồi tiệm cận đứng nào. Là x bằng 2. Là x cộng 2 bằng 0 đúng không? Vậy đương nhiên là x nó bằng 2 nhá. Được chưa? X bằng 2. Đó. Đấy là ngang và đứng nhá. Thôi con này chốt ngang là y bằng 2 thôi. Đáp án A nhá, 31A. 31A, được chưa? Câu 32 nhé. Câu 32 gọi A và B là hai nghiệm của phương trình này đúng không? Rồi giá trị của A nhân B bằng bao nhiêu? Câu 32 giải tay một chút. Câu 32 nhé. Đó, máy mới chẳng không? Thực ra câu này máy nó cũng ra đâu. Máy nó ra được 1 nghiệm 4 thì phải. Đó, thì nhân với nhau nó bằng 4 đúng không? Và thôi câu này nó giải tay mọi người. Nào, câu 32 nhé. Mấy câu này mấy câu kiểu dễ nên nó sẽ tập trung nó giải tay nhiều hơn. Nào, người ta cho mình phương trình này. Loga đôi số 4 đúng không? Của x bình phương trừ cho 5x này cộng 6 đúng không mọi người? Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 1/2 đúng chưa? Đúng mọi người. Như vậy con này sẽ tương đương này. Đầu tiên ý, thì mọi người phải giải cho điều kiện đúng không? Thì mọi người quan sát này, có phải cái đường này là cái đường ở trong góc không? Đúng chưa? Như vậy nó phải làm sao? Lớn hơn không đúng không? Mọi người còn nhớ không nhỉ? X bình phương trừ 5x này cộng 6 con này là làm sao? Lớn hẳn không đúng không? Rồi nguyên tắc của giải log là gì? Là phải viết biểu thức trong log trước nhé, nguyên tắc nhé, được chưa? Viết luôn x bình trừ 5x cộng 6 bằng đúng không? 4 mũ bao nhiêu? Mũ 1/2 đúng không? Thằng này ở tầng thấp này, 4 mũ 1/2 cái này bằng mấy luôn? Là bằng 2 đúng không? Được rồi, thế thì tương tiếp này, tương tiếp nha. X bình trừ 5x này cộng 6 này lớn hơn không? Được chưa? Rồi thế bằng bên dưới nha. X bình này trừ 5x này. Rồi, anh bảo mọi người này, từ anh sẽ giải mấy đoạn này một chút thì tại sao lại không cần phải giải con bên trên. Mọi người quan sát nhé. Tất nhiên là đến đây ấy, thì mọi người có thể là nhé. Mọi người có thể là đến mình tính, mọi người vào hết đô mọi người giải cái con này ra. Đúng không? Được chưa? Tuy nhiên là mọi người không cần làm cái việc đấy. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người thấy này, cái đống này lớn hơn không? Đúng không? Thế nhưng mà mình phải biết là cái đống này bằng mấy thôi. Bằng 2 rồi, không hiểu vấn đề không nhỉ? Cái đống này có phải là bằng 2 đúng không? Mà 2 thì kiểu gì chẳng lớn không? Tức là cái điều kiện này, đó, khi mà bị dính với con này nó luôn thỏa mãn, đúng chưa? Vậy ta sẽ không cần giải em nhé, đúng chưa? Không cần giải đâu. Đó, thế mọi người chuyển sang hơn như vậy mình được là x bình phương này, trừ 5x này. Cái này đưa sang là bằng cộng với cộng 4 bằng 0, tổng số bằng 0 này, đúng không? Như vậy là con này có công nghiệp x bằng 1, công nghiệp x bằng 4. Thì là hai con này đều thỏa mãn hết mọi người nhé, hai con này đều thỏa mãn luôn. Xong rồi, như vậy mình có ngay P thì nó bằng 1 nhân với 4 thì bằng mấy? À, bằng 4, được chưa? P bằng 1 nhân 4 thì bằng 4, đáp án xong đấy. Bằng 4 nhé, có không? Thì C. Rồi, nào câu 33 nào. Thể tích của khối trụ này, tranh thủ ô luôn khối trụ nha mọi người nhé. Ô luôn khối trụ này xem nào. S3 là bằng gì? Bằng 2 đi. L2 là 100. Rồi S bằng phần.
thì báo cho anh xem ờ đó hai cái gì hai là bình đúng không, cuối cùng là gì v đúng không, v bằng gì y hai là bình hai chân đó. Đây là toàn bộ những công thức mà chúng ta cần cho nhớ đúng không đó, và tính những cái chủ đề thì dễ không nha, cái này cơ bản đúng không. Rồi có cái kia đàng hoàng hơn. Rồi như vậy là mình có cái thể tích đúng không, em chọn ra là ý cuối nhé, ba ba điểm của điểm đã sang 34 này, giá trị nhỏ nhất nhé, theo vào mẹo 8 nhé, mẹo 8 con này vùng rộng của bình điện đó là còn 3 đúng không, đúng chưa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, thì cái độ rộng của vùng là bằng còn 3 đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ABD là mặt nào nhỉ? ABD là mặt đáy các bạn.
chưa? A B D A B D nó chính là mặt đáy luôn, được chưa? Rồi là A phẩy B D, rồi A phẩy B D này. Được chưa? Không được bằng A phẩy B D không? Được chưa? Nhá, mặt A B D này, A B D chính là mặt đáy, được chưa nhỉ? Còn cái mặt A phẩy B D nó chính là mặt gì? Mặt chéo, đúng không? Được chưa? Thế thì góc gì? Góc thứ hai cái mặt này có lấy được không nhỉ? Lấy được không? Lấy ngon luôn, đúng không? Đúng rồi, chính xác, chúng ta sẽ nối cho anh B và D này. Đúng chưa? Lấy cho anh cái trung điểm, đúng không? Rồi, thế thì do mặt đế của mình nó là hình vuông, đúng không? Thế ngay lập tức là mình gọi cái điểm là điểm O ấy, thì mình sẽ có là gì? A, O, vuông góc của BD, đúng không? Và A, O, vuông góc của BD luôn, được chưa? Nhưng mà... Được rồi, thế thì cái góc của mình nó chính là góc này nhá. Chính là góc A phẩy, A phẩy, A phẩy, O, A, đúng không? Đó, cái góc của mình là góc này. Đúng chưa? Rồi, thế thì cái cách A phải nối nó luôn. Bằng bằng a đúng không? A phải bằng a nhé. Em nhìn tiếp này, ao của mình ấy, ao của mình chỉ bằng một nửa cái độ dài này thôi, đường chéo trong hình vuông. Chính xác, nó bằng a căn 2/2. Cho nó một luôn. Được chưa? A 2/2, bằng một luôn đấy chứ, không kể tất cả a 2/2 được. Sao đâu? Cái góc này phải góc vuông không? Được chưa? Rồi, thế bây giờ mình tính cái góc này thôi. Bắt tính gì nhỉ? Cosine này. Cos à? À, cos thì em phải tính cái quyền rồi, đúng không? Bao nhiêu a phải o này thì bằng là căn bậc 2 của a phải bình cộng với a o bình, đúng không? Rồi thay số ra nhé, thì bằng là căn của a bình này, đúng không? Cộng với a căn 2/2 tất cả bình nhá, có bao nhiêu? Em xin là bao nhiêu? A căn 6/2. Rồi, rồi thế bây giờ cos thì tính thế nào? Cốt thì bằng cái nhá, cốt của cái góc này này, đúng không? Thì bằng là kè chia cho quyền, đúng không? Kè chia cho quyền, đúng không? Như vậy thì có cốt nha. Cốt của cái con phải chấm ấy, thì bằng kè chia này chia cho căn 6/2. Kè là bao nhiêu? Kè là bằng a căn 2/2 chia cho a căn 6/2, đúng không? Như vậy là bao nhiêu? Ok, căn 3/3 có đáp không? Rồi, 1/3 đáp án nó là ý cuối nha. Câu 4 chốt ý cuối nha, ở đây nha. Nào, câu nào nữa? Câu nào nữa đây? 7 câu 7 đúng không? Rồi, thể tích của khối cầu S á, ok. Nào, cái câu 7 ấy. Câu 7 nhá, cái này anh em chả cần phải suy nghĩ nhiều đâu, đơn giản thôi. Đây nhá, em nhìn này. Đối với câu 7 ấy, nó chỉ có một khóa thôi. Người ta cho mình một bát nghiệm đúng không? Được chưa? Cho mình vừa phát hiện nha. Anh vẽ lại phát hiện một chút, anh sẽ mất tiêu rồi. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ có đây là A, B, C, D là D, đúng không? Được chưa? Chúng nó sẽ cắt nhau ở cái số tâm này, đúng không? Mình gọi là tâm O nhé, được chưa? Rồi chúng ta sẽ lấy hai cái đường. Nhớ là bạn sẽ chết được rồi, chúng ta sẽ đối lại cái số chúng ta sẽ được phát hiện nha. Được chưa? Rồi thế thì đối với những con này này, người ta cho mình cạnh bằng bao nhiêu mọi người? Cạnh bằng bao nhiêu? Cạnh bằng 2a đúng không? Nha, cạnh bằng 2a tức là gì? Toàn bộ cạnh bằng 2a hết đúng không? Rồi thế thì bây giờ nó bảo mình này, gọi S gì là mặt cầu gì đây? Mặt cầu ngoại tiếp khối bát tiếp đúng không? Được chưa? Thế thì ngoại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở ngoài, tức là mình tưởng tượng nó sẽ có một khối cầu nhá, có ở bên ngoài bao quanh cái khối này luôn, được chưa? Tâm của nó nằm ở đâu? Chính xác là tâm O, đúng không? Rồi nhá, và hiển nhiên ấy, những cái đỉnh này, đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đúng, đỉnh F thì F phải nằm trên đúng không? Thế chỉ cần tính góc góc đi thôi. Cái con này này thì nó chính là gì thôi? 2/2/2 chính là bán kính luôn đúng không? Đúng chưa? Đấy, không cần phải nghĩ ngợi nhiều nhá. Người ta chắc chắn người ta phải cố định, người ta phải cho mình cái cạnh này này bằng cái cạnh này đúng không? Thì nó mới nằm trên đường. Xong rồi, nếu cạnh này bằng 2 thì cạnh này bằng bao nhiêu? 2/2/2 bằng 2/2. 2/2 là đường chéo hình vuông đúng không? Rồi chia lấy chia 2 thì kết quả bằng 2/2. Như vậy xong rồi chưa? Rồi xong rồi đúng không? Rồi, như vậy tính cái gì đó? V à, ok. V bằng gì cái nhất rồi? 4 phần 3 pi nhân r mũ 3 là căn 2 như mấy? Bao nhiêu nhỉ? 8. 8 phần 3 luôn á, đẹp thế. Nhóm 8 căn 2/3. 8 căn 2/3. Rồi, 8 căn 2/3 là gì ha?
được chưa ạ? Hiểu vấn đề không? Con này không cần phải đi xác định luôn, mình chỉ cần biết tâm là chính là o luôn, đúng không? Và chắc chắn là rồi, chắc chắn mình phải cho mình cái quảng kết a o này bằng đấy, có em đúng không? Được chưa? Đấy thì không cần phải dựng thêm. Còn những cái con mà nó không cho về thì cố đều các cũng cần phải dựng nhá. Dựng, chưa? Lấy các cái điều chung chữ. Ôi, anh tốt lắm, anh không biết gì về điều chung chữ. Chắc mình kỳ điểm. Thực ra ngày xưa anh có giải được một tí đấy. Nhưng bây giờ thì anh quên hết rồi. Đến chơi chiều ấy thì Z, L, R, C cái gì thì đấy. Câu 4, câu 7 xong được rồi đúng không? Ngày học đây là câu tiếp. Tiếp. Câu bao nhiêu rồi? Tiếp. Anh đến câu bao nhiêu rồi mọi người? Câu 27. 37 đúng không? Đấy, ok. Anh sẽ cố gắng đến 8 thôi, dành một chút thời gian để cho mọi người giải cái phần đằng sau. Dễ không nha? Thế bọn này kêu dễ. Mày còn ngồi tập trung để giải lý. Chị ngồi em. Mày yên tâm đi. Để ý 40 câu đúng không? 50 câu. Tại 50 câu. 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 50 để chuyên thì để chuyên thì ngồi cả ngày đi nhá, để chuyên thì sẽ tao làm tại làm ba tháng mang đi với tôi chứ không để chán lắm, để chuyên làm chán lắm. Anh bỏ cái đề thi không có ra đúng không, thì mày bốn cái câu mày cứ làm đúng mày kiểu gì mày nghĩ nhảy cho mày ba năm tuần nhá, là cũng đã năm tuần từ câu sáu bắt thì bỏ từ câu sáu khó luôn, khó kiểu khó môn là học thế lý về hóa về sinh về công dân các thứ, nói chung là những cái môn đấy đều với nhau hết, sử dụng thế điểm thế từ câu 1 đến câu 35 thì gì đấy, từ câu 36 đến câu 40 là một trời một vực luôn, một trời một vực luôn. Và toán thì khác, toán thì là từ câu 1 cho đến cái câu 39 và 40 là dễ, tức là ngồi là kiên trì cũng được. Riêng có cái đám từ cái câu 38 đến câu 40 là phải nghĩ nghĩ một tí chúng ta phải đặt bút để tính được. Còn từ cái câu 41, 42 đổ đi nha, xác định luôn máy tính là chỉ trẻ chỉ hồi giải nghiêm túc đấy thì mới ra được đấy. Thực ra tiếng Anh thì nó 40 câu là bao nhiêu bài? 40 câu là 8 điểm. Cho nên là mà nhé, còn cái đoạn đầu ấy là phải làm gọi là hết sức là chỉnh chu, là về sau khi mà luyện đề ra là cái phần 35 câu đầu mà anh sẽ bắt chúng mày làm, đứa nào mà làm sai là phạt, đứa nào làm sai 35 câu đầu là phạt, chắc chắn là phạt rồi. Đó ạ. Nhưng trong cái đề thì em làm sai cái câu đầu không? Tóm lại là biết cái việc đấy, sau đến cái lúc luyện đề đứa nào làm sai 35 câu đầu là phạt, chắc chắn là phải phạt. Vì không phạt đi thì chắc chắn là sẽ đi ở ra hết. Đó. Phạt nặng đấy để cho làm. Đấy là 35 câu đầu tiên là không được quyền sai, không được phép sai luôn. Đó. Thế còn đoạn sau thì cho anh muốn làm gì này. Muốn nghĩa yêu với huyện thì dưới điểm của chúng mày. Còn đặt đầu là không sai thế thôi. Đúng rồi, 7 điểm. Thế là phải ăn chắc đúng không? Ngồi dần dần lên. Đến lúc lại sai chỗ mắt ta. Ngồi làm mới biết. Nào tiếp đi xem nào. Giải giải 37 đi các ông ơi. Cho khối lăn trụ. Cứ bé
bình thường lại không được đứng đâu. Được không ạ? Này, bố bị chữ 12 thì sao lại xấu xí? Khoảng cách từ điểm C phải, khoảng cách từ điểm C phải rồi cho đến mặt phẳng A phẩy BC bằng 3, C phẩy cho đến A phẩy BC khác là nó tôi muốn lên rồi và diện tích của mặt phẳng diện tích của A phẩy BC bằng 4 rồi diện tích của khối lăn xoắn bằng bao nhiêu? Rồi ok. Là con này được chia ra phải không? Chắc con này không không có hình chữ nhật đâu. Rồi, con này mọi người sẽ đối thêm cho anh một nét nữa nhé. Mọi người đối cho anh thêm một nét nữa là mọi người đối cho anh cái con đề là gì không? Bài này nó cho mình hai thông tin như sau này, đó là cái khoảng cách từ C phải, đúng không? Khoảng cách từ C phải. Đấy, cho đến cái mặt gì nhỉ? Cho đến A phải BC, đúng không? Các bạn này lấy cái này mà phòng tay đúng không? Rồi. Diện tích của tam giác A phẩy BC, phẩy BC cái này đúng không? Bắt tính diện tích của tam giác to. Đó, thì con này nó bằng là 1/3 của bên lớn. Ừ, okay. Cũng sẽ không?
được chưa? Các bạn cũng phải mang của bên lớn, được không? Rồi, thế còn cái nửa còn lại nhé, nửa còn lại chúng ta nên nhìn theo cái hướng ở bên này sang thì nó sẽ dễ hơn nhiều. Cái nửa còn lại đó chính là a phẩy chấm bc phẩy bên phải, bc phẩy bên phải, đúng không? Được chưa? Thì con này sẽ nhận về diện tích bằng bao nhiêu? Nó sẽ nhận về diện tích bằng 2/3 của bên lớn, đúng chưa? Bởi vì tổng bằng b mà, một thằng thì chỉ 1/3, còn lại 2/3 thôi, đúng không? Nhưng bản chất ấy là cái khối này các nhìn theo cái hướng từ a phẩy chúng ta nhé, nó lại tách thành hai khối nhỏ, đúng không? Con này tách thành hai khối nhỏ, khối thứ nhất là khối a phẩy chấm a phẩy chấm con nào nhỉ, chấm b phẩy c phẩy, đúng không? B phẩy c phẩy, b phẩy c phẩy, rồi con này là con nào? A phẩy chấm, đúng không? A phẩy chấm, đúng rồi, bc phẩy, đúng không? Chuẩn chưa? Đây, hai con này có phải bằng nhau không? Đúng chưa? Bởi vì là đáy này, diện tích của cái mặt đáy này, cái tam giác này là diện tích bằng nhau, đúng không? Chiều cao cùng là từ a phẩy kép chót đến, như vậy là chiều cao bằng nhau, diện tích bằng nhau, đúng không? Thì là diện tích của hai con này bằng nhau, chính xác. Như vậy hai con này cùng bằng nhau và bằng b/3, chuẩn chưa? Xong rồi, như vậy thì thể tích của toàn khối nó sẽ bằng con kia nhân với 3 lần, chắc kết quả là 12 gram. Anh chứng minh luôn. Nếu mà anh chia thế thì nó anh có v của a phẩy ab là bằng 3, là bằng 3 b nhé. Thì xin phép có thấy không? Em phải tính xem là cái con này nhân thiết, đúng không? Nó phải bằng 30 lần của khối lớn thì em mới có thể tính được cái khối lớn. Thế nghĩa là nó chỉ cho đây nhá, cái đúng không? Cái khối này có phải là mình sẽ cắt ra thành, thực ra đầu tiên cái nhất cắt đầu tiên là cái mặt chéo này cắt thành hai nửa, đúng không? Sau đó lại dùng cái đường chéo này cắt tiếp thành hai nửa, đúng không? Tổng cộng là mình cắt được thành ba nửa bằng nhau, được chưa? Mỗi nửa thì có cùng diện tích là 1/3, đúng không? Thì mình tính một nửa ở đây là một cái phần đấy là bằng 4 thì là thành chứng minh luôn. 12, xong chưa? Được chưa? Chứ không thể tính trực tiếp con này bởi vì là cái phương chiếu của nó đi tương đối là phức tạp, nó không rót từ trên xuống. Ô sợ đi chưa? Rồi, đã sang câu 38. Câu 38 có bao nhiêu giá trị nguyên của các số mở đối phương trình này nhá? Có hai nghiệm phân biệt giữa một nhé. Thì đối với con này thì em tự đi luôn. Bởi vì nó bảo mình này, nghiệm này là nghiệm lớn 1 đúng không? Nghiệm này là nghiệm lớn 1 nhé. Được chưa? Như vậy là mình tự đi mình chơi luôn, đúng không? Nghiệm phân biệt lớn 1. Đúng ra là mở lớn hơn 8 rồi. Vô số à? Vô số ấy nha. Không, sẽ vô số rồi. Rồi, câu 37 này ok chưa? Rồi nhá, bây giờ câu 38 này. Anh em, đầu hàng kết, đầu hàng số phận. Rồi, bằng những cái sinh viên gọi là đầu hàng số phận hơi buồn. Cô 38 này mày đã đổ hàng nữa gì nhá? Chưa. Cô 38 nhé, mình có là 32. Cô 32 của tổng này. Rồi, thì cho món hàng của anh mới. Bồ nhá, tại bồ nó bằng mấy? Các bồ chín nhá.
Bên mình lớn hạng C như vậy là B.
Đúng không?
đúng là tại sao lại có cái câu thế này, nào y bằng x ba cộng với tờ x bình phương trừ cho căn toàn bộ 6 nhân với x cộng với 5 nha. Con này đồng biến đi thôi, tính quá nhanh luôn, y phải bằng này 3 x bình đúng không, cộng với 2 mx này trừ cho căn toàn bộ 6. Con này đồng biến đó là phải lớn bằng không đúng không, chuẩn chưa? Rồi như vậy là con này nhân nam phải lớn bằng không, quen không? Ừ, a dương nhân ta âm đúng không? Thì con này luôn đồng biến đúng không? Như vậy là mình có luôn nhân ta con này nhá. 2 m tất cả bình phương trừ cho 4 nhân với 3 nhân với cái này cẩn trọng này. Nhân với trừ của 3 m cộng 6 nhá, cái này cẩn trọng nhá. Không học hết rồi đấy. Rồi con này bằng không giúp anh nhá. Đó, đúng không cái này đây. Đi nha. Ừ, bao nhiêu? Số m bình này. À, cộng 36 m đúng không? 12 đi. Trừ đúng không? Trừ 72 ok. Sáu mươi bằng không. Xem là m chạy trên đường nào. Bốn ba sáu bằng không. Trừ. À đúng, cộng đấy. Cộng đấy. Cái này nó phải là à không. Cái này là trừ 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 đúng rồi, bởi vì nó có một dấu trừ là trừ đấy. Ai dấu trừ mà? Một dấu trừ. Bao nhiêu? Bao nhiêu của anh cái này ra kết quả đi. Cái này đúng rồi. Không. Trừ 6 chứ trừ cộng nhiều hay cộng mà cộng mà cộng đúng rồi à ừ. Không cái này là dấu trừ là dấu trừ nó tròn đúng rồi trừ cộng không tròn bình thật từ trừ ba trong 6 này nhớ trừ ba trừ ba trừ sáu trừ ba trừ sáu nữa trừ ba trừ sáu trừ sáu trừ ba trừ sáu chứ nhỉ. Từ 6 đến 9 3. Mày giải nghiệm nào. Thế này dùng menu A đi giải nghiệm. À ừ. Thế đúng rồi. 3 con. 4 con. 4 con. Có đáp là 4 không? Rồi đáp án là C 4 nha. Đấy con này giải 5 giờ 46 giờ. Cùng 46 chỉ là 2. Câu 45 nha. Ông Nam được tiết kiệm. Ôi thôi. Quá ngon. Làm câu này chưa đuôi. Rồi, bỏ nhớ công thức tính lãi kép không thưa? Được không? Nhớ không? Người giàu như này để học cái công thức này đi. Không học, không học này không được rồi. Học câu 45. Đó, em không thưa. Mấy cái đứa giàu phải học cái này đúng rồi. Nào, ông ai đủ 200 triệu học thôi. Được chưa? Theo hình thức lãi kép là kỳ hạn 3 tháng. Được chưa? Nào, kỳ hạn của ông ấy là 3 tháng nha. 3 tháng vừa rồi. Thế nên thôi tính luôn này. T bằng gì làm lại công thức nha. A nhân với 1 cộng A là 100, thế gì đây? Nghĩa là đúng không? A là bao nhiêu? A là 200 triệu, đúng không? Nhân với 1 cộng lãi suất là bao nhiêu nhỉ? 1.5%. Đúng chưa? N nhá. Thì ông này gửi bao nhiêu năm? 50. Ông này gửi 5 năm nhá. 5 năm ấy thì em cứ nhân là 5 nhân với 12 là 6 tháng. Rồi em chia cho bao nhiêu tháng thì là một kỳ nhỉ? 3 tháng, ok em chia cho 3. Được chưa? Đó, ok chưa? 5 năm, đúng không? 5 x 12 chia cho 3 là xong rồi đấy. Và bấm xem nào. 200 nhân với 1 cộng với 1.5% 269. Ừ. Lấy cái kia để bao nhiêu? 269.37. Ừ, 269.37 đáp không? Dạ, rồi, 269.37 nha. Vâng. Dạ. Mày đến nhập chưa? À, đi. Chờ chưa. Nào, câu 46 nha. Câu 46. Mày có đồng ý cái này thì còn nói. Đúng rồi. Câu 46 nha. Câu 46 thì đây là chỉ đối loại đấy, loại 2, đúng không? Câu 46 là chỉ đối loại 2 và nó hỏi mình là con này có nhiều nhất bao nhiêu cực trị, đúng không? Thì đối với một cái con nguyên thể là con bậc 3 nhé mọi người nhé. Đó, thì mọi người nhớ là chỉ đối loại 2 nó sẽ lấy đối xứng phần bên phải qua phần bên trái, đúng không? Thì chúng ta phải cố gắng là thiết kế cho cái phần bên này này. Càng nhiều cực trị càng tốt, đúng không? Rồi, ok, thì đây nha, chúng ta sẽ để qua một chút. Thằng bậc 3 thì cái đồ thị của mình sẽ ghét đúng không? Lên xuống thôi. Không, ta sẽ vẽ như này nhé, nó được nhiều cực trị nhất này. Đây này. Đó, đây là cái hàng bậc 3, được chưa mọi người?
Được rồi, bây giờ mọi người lấy đối xứng nhé. Lấy đối xứng cái phần này qua bên đây. Qua chúng ta sẽ xóa cái phần này đi nhé. Được chưa? Đó, ta sẽ lấy đối xứng xa, đúng không? Đúng không? Đúng không? Xa nào nhỉ? Nó là 5 năm nhé, nó cho là 5 năm cho 1 quý. Thì là 1 quý là 3 tháng. 1 quý, 1 quý 3 tháng, 1 năm 1 quý. Một năm thì là 12 tháng thì 5 năm chẳng là 5 x 12 đúng không? Đúng. Thế bây giờ một quý là 3 tháng thì tính số quý thì em lấy cái tổng số tháng em chia cho 3 thì là tổng số quý thôi. Đúng rồi. Cho cái chóp
Ây, trời ơi là trời ơi các em ơi. Dễ quá. Phải có thể dễ không em? Nè, F này, A này, B nhá, C này, cái này không có đáy này. Tam giác ABC lại còn vuông tại B nữa. AB bằng A, BC thì bằng 2A. Rồi, FB thì bằng A căn 5, FB bằng A căn 5. Thôi, nhập luôn nhá. Thằng này đến phương là 5, 5 chỉ 1 bằng 4. F căn này thì cái A bằng 2A, đúng không? Ui trời ơi, đây là F, B bằng 2A này. Diện tích đáy là 1 phần 2, x2 đúng không? Như vậy là bằng 1 phần 2 nhân A, nhân 2A, nhân chiều cao của nó. Mang cái tính ra để chuẩn bị.
Tôi đi toàn những cái bản này. Xin em này. 74. Học đấy. Thank you.